Theo kế hoạch làm việc với một số tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tập đoàn cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19, nhưng Petrolimex vẫn đạt được những kết quả tích cực để nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý, định hướng phát triển cho lĩnh vực xăng dầu, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo bình ổn thị trường trong mọi tình huống. Petrolimex đã đề xuất với Bộ Công Thương nhiều nội dung liên quan đến hệ thống kho, cảng của tập đoàn, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến kinh doanh. Trên tinh thần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Bộ Công Thương luôn quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng các doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đề ra. Bộ trưởng đề nghị tập đoàn tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, kiên quyết không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, ra soát để điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp trong bối cảnh hậu dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc bộ trong việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách, đặc biệt chú trọng những văn bản pháp luật đã có trong kế hoạch ban hành trong năm 2021, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc ngăn chặn gian lận trong kinh doanh xăng dầu, cần triển khai đột phá về nhận diện thương hiệu sản phẩm, thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của chính phủ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là những dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.